bạn, hôm nay mình làm món đùi gà roti nha các bạn. Đùi gà mình mua về mình rửa sạch, rửa với gừng với muối hột qua rồi mình để ráo. Giờ mình chuẩn bị mình ướp gà. Nguyên liệu mình cũng chuẩn bị rồi, tỏi băm, hành tím băm. Tỏi băm, hành tím băm mình dắt mình lấy nước nha các bạn. Nước à, đây là nước tỏi băm với hành tím băm. Bây giờ mình cho vô gà. Mình lấy cái xác nó thì mình một lát mình chiên nó bị khét. Mình chỉ dắt lấy nước thôi. Rồi mình cho đường, bột ngọt, muỗng aji ngon nữa mà, muối, nước tương. Rồi mình cho miếng dầu hào vô luôn. Mình cho miếng tiêu xay vô. Mình cho miếng nước mắm. Mình trộn đều lên, mình ướp khoảng 1 tiếng nha các bạn. Để cho nó thấm gia vị rồi mình bắt đầu mình làm. Đùi gà mình xăm cho nó thấm gia vị vô, mình ướp đây rồi mình trộn đều lên rồi mình để 1 tiếng. Nó cho nó càng lâu càng tốt nha các bạn, cho nó thấm gia vị vô tới trong luôn. Rồi mình để đó. Hồi nãy mình có cho miếng hắc xì dầu vô nha các bạn. Hắc xì dầu. Nãy là hắc xì dầu, còn này là bây giờ mới là dầu hào. Nãy mình rồi có màu điều thì mình cho thêm miếng màu điều. Cho cái màu một lát nó đẹp lên. Mình hạt điều mình phi với dầu ra, dầu màu điều. Nãy giờ đùi gà mình ướp được 1 tiếng rồi, giờ mình cho dầu lên chảo mình chuẩn bị mình chiên đùi gà, chiên sơ thôi nha các bạn. Đùi gà mình chiên sơ vậy là được rồi, mình giờ mình gấp ra. Giờ mình để chảo trở lên, mình cho dầu rồi cho tỏi vào, mình phi cho nó thơm. Giờ tỏi thơm rồi vàng lại, giờ mình cho đùi gà vô. Cho đùi gà rồi mình cho cái nước hồi nãy mình ướp vô luôn nha các bạn. Mình cho nước dừa vô luôn. Mình cho nước dừa tươi.
mình cho thêm nước miếng nước lã vô. Rồi mình đậy nắp lại các bạn. Giờ nó sôi rồi mình dở ra nắp ra, mình không cần đậy nữa nha các bạn. Giờ mình trở đùi gà. Mình nhớ trở qua trở lại thường xuyên cho nó thấm gia vị vô đùi gà. Nãy mình có cho miếng nước màu dừa vô nha các bạn. Đùi gà của mình vậy là gần được rồi nè các bạn. Nước nó vậy là được rồi. Rồi giờ mình tắt bếp nữa các bạn. Tắt bếp mình gấp ra đĩa là mình có thể ăn được rồi. Rồi đùi gà rô ti của mình đã xong rồi, mình xin chào tạm biệt các bạn nha.